những bí quyết sử dụng ô tô để bán lại được giá nếu chúng ta sử dụng và bảo quản không đúng cách bạn vẫn bị ép giá thậm chí phải chịu một khoản lỗ rất cao khi bán lại chiếc xe của mình lái xe cẩn thận đây là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp chiếc xe của bạn không chỉ giữ giá mà còn có khả năng sử dụng lâu dài xe càng ít va quẹt chầy xước sẽ có khả năng giữ giá cao hơn rất nhiều so với những chiếc xe thường xuyên đâm đụng móp méo đành rằng tay nghề phục hồi của thợ việt nam cũng khá tốt tuy nhiên các khớp nối phải chịu sự tháo lắp liên tục cũng sẽ bị yếu khoảng hở giữa các bộ phận vì thế sẽ lớn hơn và không thể phục hồi nguyên trạng với những xe đã bị tai nạn nặng khiến cong vênh khung gầm hoặc cố ý lội nước dẫn đến thủy kích chắc chắn khả năng vận hành sẽ ảnh hưởng nặng nề chỉ cần để ý người mua xe có kinh nghiệm đôi chút khi chạy thử sẽ phát hiện ngay do đó lái xe cẩn thận hạn chế tối đa va quẹt hay tai nạn sẽ giúp xe bạn có giá so với thị trường bảo trì và bảo dưỡng đúng cách bạn cần phải tuân thủ quy định của nhà sản xuất trong việc bảo dưỡng xe thường xuyên, đúng hạn. Khi xe có bất kỳ trục trặc về vận hành, hoặc chỉ đơn giản là hiện đèn báo bất thường sau vô lăng, bạn cần phải tham vấn những người có kinh nghiệm hoặc cộng đồng sử dụng xe tương tự của bạn. Ngoài ra, trung tâm dịch vụ chính hãng và những người có chuyên môn cũng là một kênh đáng tin cậy. Để bạn có thể đặt câu hỏi và can thiệp kịp thời trong quá trình bảo trì và bảo dưỡng với các bộ phận cần thay thế khi đến hạn chúng ta cũng không nên tiết tiền và sử dụng các phụ tùng phụ kiện trôi nổi trên thị trường bạn nên sử dụng sản phẩm chính hãng hoặc hãng thứ ba có uy tín ngoài ra bạn cũng nên tìm hiểu và mua hàng ở những trung tâm chăm sóc hoặc cửa hàng phụ kiện ô tô đáng tin cậy lưu lại hóa đơn và sổ bảo dưỡng với mỗi lần bảo dưỡng bạn cần yêu cầu nhân viên ghi chép chi tiết số km và những dịch vụ bạn sử dụng vào sổ bảo dưỡng đồng thời các hóa đơn mua hàng sản phẩm chăm sóc làm đẹp xe cũng cần được lưu lại để cung cấp khi bán xe các chi tiết đã được bảo trì hoặc thay thế dù nhỏ nhưng cũng rất quan trọng nó cho thấy sự minh bạch của bạn khi bán chiếc xe của mình và điều đó sẽ được người mua xe đánh giá rất cao thường xuyên vệ sinh và chăm sóc xe một chiếc xe được vệ sinh và chăm sóc thường xuyên sẽ luôn sạch tránh được sự ăn mòn của các tạp chất dầu mỡ hay oxy hóa từ đó tình trạng của xe cả trong lẫn ngoài sẽ bền bỉ hơn với ngoại thất chúng ta có thể phủ một lớp bảo vệ bên ngoài giúp tăng tuổi thọ cho sơn xe bên trong cũng nên sử dụng các hóa chất vệ sinh uy tín giúp hạn chế phai màu các chi tiết ốp nhựa ốp gỗ ghế da ngoài da chúng ta cũng nên sắp xếp nội thất gọn gàng trang trí vừa phải dùng sáp khử mùi và hạn chế hút thuốc hay ăn uống trên xe chăm sóc lốp xe thường xuyên Lốp xe cũng là một bộ phận bạn có thể bị ép giá khi bán. Người mua sẵn sàng trả giá từ 10 đến 40 triệu đồng nếu lốp xe quá mòn, đứt phù. Do đó, bạn cũng phải bảo quản thật tốt lốp xe của mình. Bơm lốp đúng áp suất quy định không chỉ giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu, mà còn giúp lốp xe bền hơn, an toàn hơn. Bạn cũng không nên tăng tốc và phanh đột ngột quá nhiều, sẽ làm lốp nhanh mòn. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế đi trên mặt đường không phù hợp với lốp. Ví dụ, lốp xe du lịch không phù hợp với đường đá sỏi, vì có thể làm rách lốp. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao. Hãy viết ở dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.